Ông Khang, Noel tới rồi, ông tính tặng tôi cái gì vậy ha? Đừng có nói để tôi bơ vơ giống như năm ngoái nữa nghe, tôi không theo ông nữa đâu, tôi theo gái luôn á. Tao chưa có xử tội mày là may lắm rồi nghe luôn. Tội gì trời? Mặt cái giống gì mà mày cắn đứt đôi cái iPhone X của tao hả? Gì cho nội, Lý Từ Khang đừng có đổ oan cho Lý Từ Lưu nghe. Tôi tá vào một cái giống tự hãi luôn á. Không tin ông hỏi con đen xì lụi kia kìa. Chính mày khai một cái là tao giết mày tại chỗ luôn nghe mày. Mày cũng có phận trong đó nè, mày liệu không á? Thôi để tao hy sinh. Mày làm gì nhìn nói dữ vậy mày, mày đe dọa nó phải không luôn hả? Thật ra là con đen nó cắn trước, tôi bắt trước cắn theo thôi. Nó gặm nửa màn hình, tôi chỉ bồi thêm một phát cho nó nát hả? Phải không vậy đen? Chính xác luôn đó ba ơi. Chính xác. Mà thôi cái đó có mấy chục củ à. Làm gì? Giống như cháy nhà không bằng vậy trời. Cái gì? Còn muốn nhà tao cháy nữa hả? Hai là hàng quỷ. Tụi bay đúng là phá hoại của đầu tư ha. Tụi bay giỏi ha. Riết là tao sợ tụi bay luôn mà. Hai ba tụi bay hả? Sống giết là thua con cẩu nè. Cái gì mà ồn ào gì hả? Cho liếm cái nha em, cho liếm cái coi. Cái gì mà rần rần giống như cái chợ, giống không bằng con cẩu gì hả? Sao hôm nay mặt hầm hầm giống như muốn sơi tụi con vậy hả ba? Mày im đi, ổng đang quả quá. Mày im đi, đích thôi quá, mày đi ra đi. Tao quên rồi đích. Mà đích cờ hói nào thơm mày nói tao nghe coi, thiệt tình mày luôn đó luôn. Bây giờ tụi bay muốn gì đây, cho ra đường ở hết nha. Hỏi nói đi, hỏi chi tao trời. Ai biểu ông để mấy con hot girl làm hình nền chi? Sao ông để hình hai tụi tôi? Đúng rồi, nhà có chó không lo chơi, lo đi chơi với gái. Cắn là phải, không có chuyện để bằng cãi. Cho cái bằng chải vô đầu hai tụi bay bây giờ. Nói hay lắm em ơi. Anh quá khen rồi. Hai tụi bay giỏi quá ha. Cắn cái điện thoại của tao rồi nó ngang nó ngược ha. Ha, hôm nay tao quyết định rồi. Tao bán ngay đưa lấy tiền mua cái điện thoại mới. Bây giờ con tính vậy nè, ba bán cái thằng kia đi rồi con dẫn ba đi mua cái điện thoại. Thiệt không? Đảm bảo ngon luôn, dốc làm chó. Tại sao con bán mày phải bán thằng Lẫn? Con tên Lú đâu có ai khùng đâu, chịu mua con chó ngu. Tao quên mày tên Lú. Với lại thằng Lẫn là giống đực, suốt ngày nó đi kiếm gái, nó đen thui lùi, có ngày cũng bị người ta bắt người ta thiến à. Còn tôi chỉ là chờ đẹp trai tới cửa thôi, thì đâu có ai sợ bị bắt đâu trời, thấy không? Em sống tình nghĩa dữ hả luôn ha? Tình nghĩa giả mang lắm rồi. Ê, Lú này khùng chứ đâu có bị khùng. Rồi để tao suy nghĩ. Nhanh lên đi ông Khang ơi, nó trốn đó ông Khang ơi. Thằng Lẫn của nó trốn bây giờ. Rồi tao quyết định rồi. Sau đó thì Lý Từ Khang đã bán Lý Từ Lưu. Anh sẽ vì Lưu làm thơ tình ai, anh sẽ vì Lưu kết thành lâu đài ai. Rồi bán luôn mày vui quá ha. Mà mày tính mua điện thoại mới cho bà ở đâu vậy? Bà tới Hoàng Khang Mobile đi. Là ở đâu? Ở dưới Cần Thơ đó. Địa chỉ đâu nói nhanh coi. Ở 180 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đó. Bao nhiêu cửa hàng không vào, sao phải thế đó? Đi xa lắm không mày? Tôi có thằng bồ ở đó. Trời ơi, tính cả rồi, trời ơi trời. Nó bảo ở đó VIP gì lắm. VIP là VIP sao? Nói bà nghe kỹ coi. Là khách hàng có thể trải nghiệm những sản phẩm mà mình yêu thích ngay tại chỗ luôn. Rồi còn gì nữa? Thời giá cả hợp lý luôn. Mà họ còn có dịch vụ chuyên sửa điện thoại lấy liền luôn. Ta có thể quan sát kỹ thuật họ thao tác trên máy của mình luôn, hoặc thông qua camera quan sát. Thấy hiện đại chưa? Thiệt không? Giống chó. Mày nghĩ tao đến đó mua điện thoại hay là sửa điện thoại vậy hả luôn? Hai đứa tụi tôi gặm chỉ còn có cái cục pin thì tự hiểu đi ha. Mày nói chuyện tôi muốn bẻ răng mày ghê luôn. Mà ở đó có nhiều đó tao hả? Còn gì nữa không? Họ còn hỗ trợ trả góp với tất cả máy mới và qua sử dụng luôn đó ba. Lãi suất thấp, hồ sơ duyệt nhanh chóng luôn đó ba. Lỡ tao cần hỗ trợ thì sao? Thì ông gọi tới số hotline 0964 665 665 đó ông nội. Dài quá, lỡ tao quên, tao muốn coi lại địa chỉ số hotline lên đâu coi. Lên YouTube gõ Thánh Long Tiếng viral, hoặc gõ website thanhlongtieng.vn.